Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Sau khi đẩy Kolasinac sang sân cơ 04 theo dạng cho mượn, Arsenal chỉ còn mỗi Kieran Tierney là sự lựa chọn khả di cho vị trí hậu vệ trái. Vì thế, suốt khoảng thời gian vừa qua, họ đã gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tố thay thế tài năng trẻ người Scotland khi anh phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Theo nguồn tin từ Daily Star, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ thuộc biên chế Marseille, Jordan Amavi. Sau khoảng thời gian thi đấu không thành công trong màu Aston Villa, ngôi sao người Pháp đã trở về quê nhà và hồi sinh mạnh mẽ. Thời điểm hiện tại, anh đang nằm trong nhóm những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất Ligue 1. Trong bối cảnh cầu thủ 27 tuổi sẽ hết hợp đồng với Marseille vào cuối mùa giải, Arsenal dự định sẽ thuyết phục anh chuyển đến Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều chướng ngại vật trong thương vụ này, bởi ngoài sự cạnh tranh đến từ AC Milan, phía thượng tầng Marseille cũng đang tìm cách trói chân Amavi bằng một giao kèo mới. Theo nguồn tin từ Sport One, hậu vệ Sik Kolasinac nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại sân cơ 04 dưới dạng cho mượn khi anh không thể cạnh tranh một suất đá chính tại sân Emirates. Kolasinac sẽ cắt giảm mức lương 100.000 bảng một tuần. Tình hình tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 khiến đội bóng nước Đức không thể đáp ứng mức lương 100.000 bảng của Kolasinac. Do đó, để tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Vietin Arena, cầu thủ 27 tuổi phải chấp nhận giảm lương. Arsenal sẽ đồng ý bán đứt Kolasinac nếu đại diện Bundesliga đặt lên bàn đàm phán con số 7 triệu bảng. Tài năng trẻ Jordan McInerney chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh hài lòng khi ký hợp đồng mới với Arsenal, đồng thời khẳng định sẽ làm việc chăm chỉ để có thể trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất. Giao kèo của Jordan McInerney sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Chính vì thế, ban lãnh đạo pháo thủ ngay lập tức ra hạn hợp đồng mới. Hiện McInerney là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong của đội trẻ Arsenal. Mùa này, McInerney ra sân mọi trận đấu cho U23 Arsenal trước khi dính chấn thương vào cuối tháng 11. Đáng chú ý, McInerney đã được đền tên trong danh sách thi đấu ở Europa League nhưng chưa có cơ hội ra sân lần nào. Việc chấn thương đang ngăn cản Jordan McInerney có màn ra mắt đội 1, nhưng tiềm năng của cầu thủ này là rất lớn. Nếu có thể gây ấn tượng trở lại sau khi phục hồi chấn thương, cơ hội để Jordan McInerney được huấn luyện viên Arteta đoái hoài là không hề nhỏ. Trong bối cảnh để cho Hector Bellerin rời Emirates, Arsenal cần một gương mặt khác để thay thế và Lamptey nổi lên như một lựa chọn hàng đầu. Hậu vệ trẻ đang khoác áo Brighton đồng thời khiến Arteta khao khát bởi chuyên môn và tiềm năng phát triển rất lớn. Tuy nhiên, pháo thủ đã phải tạm hoãn việc chiêu mộ Takil Lamptey bởi lẽ cầu thủ sinh năm 2000 vừa phải phẫu thuật chấn thương gân khuèo và chưa biết ngày trở lại. Ban lãnh đạo đội bóng và Arteta cần thêm thời gian để quan sát và kiểm chứng, chờ đợi Lamptey thực sự khỏe mạnh trở lại rồi mới chốt hạ. Theo Transfermarkt, Tariq Lamptey được định giá vào khoảng 18 triệu euro. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.